Để hiểu sâu hơn về lợi ích chuốt thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một vài ví dụ nhỏ nhỏ như sau để chúng ta thấy cái công dụng lợi ích chuốt như thế nào. Đầu tiên, trên mặt bằng này, tôi muốn vẽ một cái biểu tượng logo nhỏ nhỏ như sau. Tôi chọn cái đối tượng 2D sáp. Qua phần sáp tôi chọn ellipse, tôi vẽ một đối tượng ellipse trên mặt bằng. Sau khi vẽ xong, tôi chọn mệnh lệnh di chuyển, tôi di chuyển sao cho nó hợp lý. Ở trên mặt 3D này, tôi nhấn phím Z để nó zoom lại gần. Tại vì chúng ta đang kích hoạt cái chế độ rendering nên nó hiển thị như thế này. Tôi qua modify, bỏ enable rendering đi. Thậm chí ở trên cái mặt property này, tôi nhấn G ở đi. Tiếp theo trên bản F này, tôi vẽ các đối tượng đường ellipse tương tự. Ví dụ như này. Bên trong tôi có thể giữ cái phím Shift và chọn về lệnh chúng ta scale. Các bạn bấm vào cái biên dạng trục ngoài này, chúng ta giữ Shift copy vào trong một đối tượng. Chúng ta ok. Tôi tiếp tục giữ Shift copy đối tượng thứ hai. Ok. Với cái đối tượng đế này, tôi có thể scale lớn lên một chút. Hoặc là ngay phần giữa này tôi có thể gõ những cái thành phần text, ví dụ như tôi gõ tên của tôi bỏ rendering đi, tôi bấm luôn vào đây vì tôi đã gõ rồi, tôi vẫn nhớ. Chúng ta chọn lệnh di chuyển để di chuyển tới những vị trí hợp lý. Có thể chúng ta ăn gian một chút, dùng lệnh scale này kéo dài kéo vào một chút không sao. Tôi ví dụ như thế này. Thì với thành phần lệnh này, tôi có thể phóng lớn với khung nhìn này lên. Chúng ta cùng tìm hiểu lại một chút. Ví dụ tôi chọn đối tượng này, tôi qua modify cho nó chút, nhấn phím E. Thì nó cho chúng ta một cái biên dạng khá là cao. Chúng ta giảm một không một cách trượt phải mũi tên bên dưới. Chúng ta đẩy từ từ đây. Ví dụ tôi đẩy vừa tiếp xúc với cái đường này thôi. Màu nó quá chói thì chúng ta sẽ cho nó bớt chói hơn. Chúng ta cho nó đậm hơn chút nữa. Ok. Có thể kéo lệnh chút từ đây, thả qua đây. Nhưng mà với chút kiểu này, chúng ta sẽ bị đặc khối. Vì vậy tôi lại không muốn đặc khối. Tôi phải làm như sau, tôi bỏ lệnh chút này đi. Tôi chọn Ellipse. Tôi chuyển đổi nó qua SPLine. Convert to SPLine. Tôi chuột phải vào. Nếu mà chúng ta add tắc với đối tượng ngay bên trong này. Sau đó, chúng ta chọn lệnh chút lại. Thì lập tức đối tượng chúng ta đang bị rỗng ở giữa. Thì đây là cái điều chú ý đầu tiên mà tôi muốn các bạn chú ý. Chúng ta có thể giảm cho nó vừa thôi, mỏng thôi. Muốn nó có một cái background, tức là một cái ellipse chặn đằng sau nữa. Thì tôi có thể làm nhanh một cách như sau. Tôi chọn đối tượng này. Tôi nhấn phím Ctrl V để copy đối tượng mới. Tôi xóa lại cái chút đi. Thì thực ra đằng sau nó vẫn tồn tại chúng ta hai đối tượng này. Nếu bạn thấy khó quan sát quá, chúng ta có thể nhấn vào cái biểu tượng này. Sau khi hiển thị riêng một đối tượng này, thì chúng ta sẽ chọn chế độ số 3 SPLine. Tôi sẽ xóa cái đối tượng này đi. Bây giờ chúng ta chọn về Edit SPLine trên này, chúng ta chọn lệnh Extrude. Thì khối chúng ta lập tức được liền lại và nó sẽ không bị rỗng ở giữa nữa. Nhưng tôi sẽ cho khối này nó có độ mỏng thôi. Tôi chọn 1 mm. Sau đó chúng ta hiện lại cái đối tượng. Thì tôi đã có background đằng sau rồi. Thì tôi chọn đối tượng này, cái màu vàng đi, cho nó ấn tượng. Còn đằng trong này, tôi chọn cái màu xanh thật nhạt thôi. Đó. Các bạn có thể nhấn F3 lên để thấy rằng cái khối của chúng ta, cái tên của tôi nó vẫn còn bị chắn đằng sau. Để mà chọn nhanh tên này thì tôi có một giải pháp rất nhanh. Chúng ta chọn về bộ lọc ở đây. Chúng ta chọn dạng sáp, tức là đối tượng 2D. Tôi chọn rất nhanh đối tượng này. Thì tôi đã chọn đối tượng 2D rồi. Tại vì chúng ta đã nhấn phím Z ẩn cái khung bao rồi, đâm ra nó khó nhìn thấy. Tôi chọn và bây giờ chúng ta extrude tiếp. Ra đẩy khối lên.
Em ba hiện lại. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái đối tượng dạng một cái logo. Chúng ta nhấn đến 4 này để hiện lưới này. Thì ở cái ví dụ này thì tôi muốn nhấn với các bạn là cái đối tượng attribute của chúng ta, nếu mà chúng ta để một cái dạng không có các cái đường line gọi là outline bên trong thì chúng ta sẽ attribute được dạng khối đặc, còn nó như đối tượng này chúng ta add tắc thêm một đối tượng mới thì chúng ta attribute nó sẽ làm rỗng cái đối tượng ra ở giữa. Thì ở bài này chúng ta phải học được những cái quy luật để chúng ta ứng dụng cái lệnh attribute này vào thực tế. Thì đây là một cái ví dụ đơn giản thôi. Bài về nhà các bạn có thể sáng tạo ra nhiều cái ví dụ mà nó độc đáo hơn để hiểu thêm về cái lệnh attribute này.